Hello các bạn, trên tay mình đang là một sản phẩm máy đọc sách khác. Đây là cô Aura One. Và đây là những chia sẻ thực tế của mình về trải nghiệm và trên tay về sản phẩm này. Ok, let's start it. Trưng của sản phẩm, máy có độ phân giải cao, dung lượng lưu trữ cực lớn, trình quản lý người dùng thông minh, chống nước chuẩn IPX8, chế độ Comfort Light Pro độc quyền, tự động thay đổi độ sáng theo môi trường. Tuy màn hình to nhưng máy rất nhẹ, chỉ 230g và chỉ dày 6.9mm. Ưu điểm nổi bật của Kobo Aura One, màn hình lớn, màn hình 7.8 inch sẽ giúp bạn thoải mái đọc sách mà không cần phải chuyển trang nhiều. Nhờ đó mà pin sử dụng cũng sẽ tốt hơn. Màn hình này rất thích hợp cho các bạn thích đọc sách PDF hoặc là những bạn thích đọc truyện tranh, rất tối ưu cho màn hình lớn. Trải nghiệm kích thước của Kobo Aura One rất gần với một kích thước của một quyển sách giấy nên trải nghiệm đọc sách cũng tốt hơn rất nhiều. Máy rất nhẹ, chỉ 230g và chỉ dày 6.9mm nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng một tay trong thời gian dài mà không cảm thấy mỏi, hoặc bạn có thể nằm đọc sách cũng rất tiện lợi. Nhược điểm của Aura One là Android không ổn định, nhiều lỗi, cảm ứng chậm, và nếu bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thì sẽ không thoải mái với nó. Kết luận cho những bạn đang thắc mắc có nên mua máy Kobo Aura One: với những người thích máy có màn hình to, rộng rãi, đọc đã mắt khỏi phải chuyển trang nhiều, thích đọc sách PDF thì Kobo Aura One là lựa chọn tối ưu cho các bạn. Giá bán của Kobo Aura One nằm ở phân khúc tầm trung từ 5 đến 6 triệu. Với những bạn có điều kiện kinh tế một chút thì không thành vấn đề, nhưng với các bạn sinh viên thì giá hơi mắc một chút. Hy vọng bản đánh giá của mình sẽ giúp ích cho các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu để mua Kobo Aura One. Cảm ơn các bạn rất nhiều.